Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tử Vi Tháng của Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về là số tử vi của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái tháng khá là bình ổn. Hung cát thì nó cũng đang xen với những người tuổi Nhâm Dần. Quý vị có một vài cái cơ hội để phát triển, nhưng mà cũng hãy cẩn trọng với những cái thách thức nó kèm theo đó. Mọi thứ có thể là chưa thật sự rõ ràng, tốt nhất quý vị nên tập trung nâng cao và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Chúng ta biết cái năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta có gì Dần Mão Thìn là được tam hội, vậy nên cũng vẫn có những cơ hội tốt lành nó kéo đến với những người tuổi Nhâm Dần 1962 đó. Bên cạnh đó, trong năm ấy thì đặc biệt là tháng 6 âm lịch của những người tuổi Nhâm Dần 1962 thì vận trình nó cũng sẽ là khá là hanh thông thuận lợi, tiến triển khá là tốt đẹp. Quý vị có nhiều cái mối quan hệ xã giao duy trì hài hòa, nhưng mà vẫn cần phải biết cách xử lý khéo léo và giải quyết gọn gẽ để không phát sinh những cái sự cố. Khi giao tiếp với những người khác thì cũng tránh đối diện trực tiếp, cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói, không để rước họa vào thân. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Nhâm Dần 1962 trong thời gian này thì nó cũng có thu có chi. Gia chủ có nhiều cái cơ hội đầu tư thu về được lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra cái lựa chọn sáng suốt và quyết đoán hơn thì cũng sẽ giúp cho quý vị đạt được những cái thành quả ngoài mong đợi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cái tiềm ẩn khó khăn nó vây quanh. Nên là những người tuổi Nhâm Dần cũng không được chủ quan nhé. Thì ngoài ra trong thời gian này cái vận trình tình cảm thì cũng được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên là cái chuyện tình cảm vợ chồng, đối ngoại đối ngoại thì rất là hanh thông thuận lợi. Một vài cái mâu thuẫn, một vài cái khúc mắc từ trước đó cũng được những gia chủ tuổi Nhâm Dần giải quyết một cách êm xuôi, khiến cho gia đình hạnh phúc. Đấy, con cháu thì ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh. Trong tháng 6 lịch này thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần cũng sẽ được cải thiện đáng kể, hầu như là không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Dù vậy, quý vị cũng không được chủ quan, vẫn phải duy trì một cái lối sống khoa học, sinh hoạt lành mạnh, đề phòng những cái bệnh tật nó có thể xảy ra đó. Thưa quý vị, xét về cái mối quan hệ địa chi thì chúng ta có Dần Mộc gặp Mùi Thổ, Mộc Thổ là xung khắc. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Nhâm Dần cũng sẽ phải đối diện với một vài cái khó khăn nhất định trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nói chung đã ở cái tuổi nghỉ hưu rồi, song quý vị cũng cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để vận động cho cơ thể được khỏe mạnh hơn, không để cho những cái bệnh tật nó xâm lấn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì các mối quan hệ xã giao nó cũng gặp một vài cái khắc xung khắc do Dần Mộc khắc Mùi Thổ, đúng không ạ? Cục diện ngũ hành xung khắc nó gây nên. Thêm nữa, cái sức khỏe nó cũng không được tốt, vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng. Thêm nữa, trong thời gian này để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Nhâm Dần 1962 quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần 1962 quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái cục diện địa chi ấy, chúng ta xét về thiên can, chúng ta có Nhâm gặp Tân, họ Tân Kim sinh Nhâm Thủy thì nó là gì? Nó là chính ấn, đúng không ạ? Là chính ấn. Như vậy là gì? Trong cái tháng 6 âm lịch thì được cục diện chính ấn nó tương trợ giúp đỡ. Vì vậy mà trong thời gian này thì những người tuổi Nhâm Dần sẽ được bổ nhiệm ở những cái vị trí mới. Khi mà gặp được cái cục diện thiên thời địa lợi nhân hòa thì những người tuổi Nhâm Dần có vẻ đang có nhiều cái điều kiện thuận lợi để theo đuổi cái sự nghiệp và hoàn
hoàn thành những cái mục tiêu của bản thân. Bên cạnh đó, về mặt tài chính thì đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Nhâm Dần cũng sẽ nhận được nhiều thông tin tốt về mặt tiền bạc, các thông tin liên quan đến chuyện hợp tác đầu tư kinh doanh buôn bán làm ăn. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị cũng không nên vội vã đánh giá ngay những cái thông tin tiền đó, bởi vì nó cũng có thể là cơ hội và nó cũng có thể là thách thức. Nhưng mà ấy, bằng cái sự hỗ trợ của thời cuộc nó mang lại, đâm ra những người tuổi Nhâm Dần vẫn nắm bắt được cái vận thế và tìm kiếm được những may mắn tài lộc đến với mình. Thêm nữa, chúng ta biết là cái tháng 6 âm lịch nó là tháng Tân Mùi ấy, thì trong cái địa chi Mùi này này, nó ẩn tàng cái thiên can, đúng không ạ? Kỷ, Ất và Đinh. Chúng ta có Nhâm gặp Kỷ thì nó là chính quan, Nhâm gặp Ất nó là thương quan, và Nhâm gặp Đinh thì nó là chính tài. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cái may mắn. Đấy. Vậy thì chúng ta cùng xét xem là những cái sao ẩn tàng trong cái thiên can nó cũng sẽ mang lại những cái vận thế cho những người tuổi Nhâm Dần như nào nhé. Thưa quý vị, trong tháng 6 âm lịch chúng ta có Nhâm mà gặp Đinh ấy, thì nó là chính tài. Như vậy là được chính tài nó tương trợ giúp đỡ, nên là cái vận trình của những người tuổi Nhâm Dần trong thời gian này cũng khá là khả quan. Quý vị nên chủ động nắm bắt để có thể thu về nhiều cái lợi nhuận hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với những cái thành quả mà mình đã đạt được. Cái nguồn thu nó tăng lên. Tuy nhiên, quý vị cũng nên là gì? Có một cái kế hoạch quản lý tài chính thật kỹ lưỡng để tránh những cái thất thoát không cần thiết. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương thì cũng có những cái bước tiến triển đột phá cho công việc. Thu nhập thì ổn định, mưu sự trong thời gian này thì cũng dễ thành. Đồng nghĩa với việc là những người tuổi Nhâm Dần ấy sẽ có cơ hội được tăng lương tăng thưởng đó. Thì đây cũng là một cái phần thưởng khích lệ động viên tinh thần để cho quý vị làm ăn ngày càng được một gì tấn tới hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có Nhâm mà gặp Ất thì nó là thương quan. Bị cái thương quan lâm vận trong thời gian này, đâm ra là ấy, những người tuổi Nhâm Dần dễ mắc phải những cái sai lầm do không thể kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân. Đôi khi quý vị sẽ hành động một cách là bốc đồng. Nói chung ấy, càng là những người đứng ở cái vị thế cao thì quý vị càng phải giữ một cái đầu lạnh. Bởi chỉ cần một cái bước đi sai lầm thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cái tập thể. Thêm nữa, trong thời gian này quý vị dễ bị gì? Cái thể trạng nó sa sút nghiêm trọng. Quý vị nên làm việc đúng kế hoạch, đúng giờ, đúng giấc và giữ vững cái lập trường. Đó. Dù có nhiều dự định hơn trong tháng này thì quý vị cũng nên là cất nhắc thật kỹ càng, đúng không? Bên cạnh đó, quý vị hãy chú ý đến những cái người xung quanh, vì cái thương quan nó cũng sẽ khiến cho quý vị dễ bị gì, nói chung ấy, bị kẻ xấu hãm hại, gây ra mất việc hay là gì, tổn hại đến cái uy tín của mình. Thêm nữa, chúng ta có Nhâm mà gặp Kỷ thì nó là chính quan, lại được cái chính quan nó hỗ trợ. Vậy nên là những người tuổi Nhâm Dần ấy, trong thời gian này con đường công danh sự nghiệp cũng sẽ tiến băng băng lên phía trước nhờ được chính quan nó trợ vận. Có việc làm trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ thu hút được nhiều cái may mắn tài lộc và mở ra cái cánh cửa để tiến đến sự giàu sang phú quý. Bên cạnh đó, những người tuổi Nhâm Dần ấy có thể đón nhiều cái tin vui trong chuyện được thăng quan tiến chức, tiền của thì cũng sẽ được gia tăng một cách đáng kể. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Nhâm Dần cũng đã biết hài lòng với những gì mình đang có và không hoang tưởng, nên là cũng sẽ có được cái sự may mắn thành công nhất định. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn do cái chính ấn, chính quan và cái chính tài, đúng không ạ, và hóa giải cái hung tinh do thương quan mang lại, thì những người tuổi Nhâm Dần 1962, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó, trong cái tháng 6 âm lịch ấy, thì những người tuổi Nhâm Dần ấy, thì có cái lưu niên thiếu âm. Lưu niên thiếu âm nó hỗ trợ. Cái lưu niên thiếu âm nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Nhâm Dần trong thời gian này thì quý vị sẽ đạt được cái mọi cái điều như ý, được quý nhân xuất hiện đấy song hành, đối phương có thể đưa cho quý vị những cái lời khuyên hữu ích, thậm chí là giúp cho quý vị có thể thoát khỏi được những cái bế tắc trong thời gian này.
Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta cùng xét về những người tuổi Nhâm Dần 1962 Nam Mạng nhé. Quý vị biết Nam Mạng Nhâm Dần trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn thì được cục diện tam hội là Dần Mão Thìn là nó hỗ trợ. Thêm nữa, trong cái năm 2024 ấy, những người tuổi Nhâm Dần Nam Mạng thì gặp cái sao Mộc Đức nó chiếu mệnh và cái hạn Huỳnh Tuyền. Cái Mộc Đức nó là một cái sao tốt, nó là một cái cát tinh, nó đại diện cho cái sự may mắn, vui vẻ. Cái sao này chiếu mệnh nó cũng sẽ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc của quý vị được hanh thông thuận lợi, đúng không ạ? Nên là gì, quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để thu hút cái tài lộc về tay và đẩy mạnh cái vận trình công danh sự nghiệp của mình nhé. Ngoài ra thì Nam Mạng thì gặp cái hạn năm là cái hạn Huỳnh Tuyền. Các cụ nói là gì, Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tâm khéo đau mắt, đề phòng tay chân. Nói chung ấy, khi gặp cái hạn Huỳnh Tuyền thì quý vị sức khỏe thì bị sa sút, dễ bị đau đầu chóng mặt hay là gì, có thể là đe dọa đến sức khỏe cũng như là đe dọa đến cái công việc của quý vị. Nói chung ấy, về mặt sự nghiệp thì trong cái tháng 6 âm lịch, cái hạn Huỳnh Tuyền nó cũng dễ khiến cho quý vị làm ăn bị thất bại, kinh doanh buôn bán thì dễ bị thua lỗ. Bên cạnh đó, quý vị cũng không nên dính líu đến các vấn đề về pháp lý, đặc biệt là đừng có đứng ra làm chứng hay là cho người khác vay tiền, kẻo lại gặp những cái hung họa về thân. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, và để hóa giải những cái hung vận không đáng có, thì những người tuổi Nhâm Dần 1962, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái Minh Quân Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó làm bằng bạc, đúng không ạ? Trên sáu cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú, và phía mặt trước nó có một viên cầu pha lê, trong nó có chứa chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Thì đây là cái thần chú giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ, giúp quý vị có được cái may mắn tài lộc nhất định đến với mình. Cái Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần 1962 quý vị nhé. Thưa quý vị, thì ngoài cái hạn Huỳnh Tuyền ra ấy, thì trong cái tháng 6 lịch tháng Tân Sửu thì những người tuổi Nhâm Dần 1962 quý vị có cái liên dưỡng nhiệm mệnh. Đó. Vậy nên là ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Nhâm Dần biết mình cần phải làm gì để đi đến cái thành công. Gia chủ đã có nhiều cái ý tưởng, nhiều tham vọng và đề xuất thì cũng được cấp trên gọi là gì, chú ý và để tâm đến. Quý vị chỉ còn thiếu một cái gọi là thiên thời nữa thôi thì cũng sẽ tạo ra những sự đột phá nhất định. Nói chung là những người Nhâm Dần có một vài ý tưởng độc đáo, nhưng vì cái khâu chuẩn bị chưa thỏa đáng nên là gì, đôi khi ấy, cũng không có sức thuyết phục. Do đó, quý vị làm gì cũng cần phải nhất tâm mà chú ý, không để xảy ra những cái điều đáng tiếc. Bên cạnh đó, trong cái tháng 6 âm lịch thì các mối quan hệ xã giao ở cái mức độ là hài hòa, có người giúp đỡ, nên là khi gặp khó khăn ấy, thì cũng quý vị cũng biết cách xử lý như thế nào cho hợp lý và không phạm phải những cái sự cố, những sai lầm không đáng tiếc. Bên cạnh đó, khi giao tiếp với những người khác thì quý vị cũng cần phải cẩn thận nhé, tránh để gì bị lời ăn tiếng nói hay là bị những hành động không phải mà nó gây ra sự xung khắc. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Nhâm Dần Nam Mạng trong thời gian này thì nói chung là thu hoạch cũng khá là khả quan. Quý vị nên có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh cái tình trạng là gì, tiền bạc nó bay đi mất. Quý vị cũng không nên lan man ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, mà nên xác định rõ cái điều gì mình cần làm trong thời gian này. Lúc đó thì tiền bạc mới tìm đến quý vị được. Thêm nữa, trong thời gian này quý vị lại có cái lưu niên hỷ thần, cái hỷ thần hỗ trợ. Vậy nên những người tuổi Nhâm Dần Nam Mạng thì cũng sẽ gặp nhiều cái điều tốt lành trong cái chuyện tình cảm. Quý vị sẽ nhận được cái sự tôn trọng, sự yêu mến của con cháu cũng như là những người thân trong nhà. Bầu không khí gia đình thì luôn hòa hợp. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải là gì, cởi mở hơn đấy, và nên là những người đứng ngoài cuộc
để mà can thiệp thì mọi việc nó sẽ được tốt lành. Bên cạnh đó thì trong thời gian này thì nhờ có hỷ thần nó cũng mang lại cái nhiều cái tin vui, có thể là con cái có chuyện cưới xin hay là thêm con thêm cháu trong nhà. Nó nâng cao thêm cái niềm vui cũng là như là gì giúp cho những người tuổi Nhâm Dần cảm nhận được cái hạnh phúc và cảm nhận được cái ý nghĩa của cuộc sống của mình hơn. Đó là với nam mạng. Thì với nữ mạng thì sao? Thì chúng ta biết với nữ mạng tuổi Nhâm Dần, trong cái năm 2024 quý vị cũng may mắn gặp được cái sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Bên cạnh đó quý vị lại gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận. Chúng ta biết cái sao Thủy Diệu nó là một cái sao tốt. Là khi mà được cái sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì nó sẽ mang lại cái tài lộc dồi dào, làm ăn buôn bán thể thuận lợi, trong nhà thì có nhiều cái chuyện vui mừng. Tuy nhiên cái sao Thủy Diệu nó lại kỵ những cái người làm liên quan đến vấn đề sông nước. Và khi mà gặp cái sao Thủy Diệu thì nó cũng chủ về cái chuyện thị phi khẩu thiệt, gây mất mát tiền của và bị đàm tiếu lấy xấu sau lưng. Nói chung ấy, quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. Bên cạnh đó thì ngoài sao Thủy Diệu, quý vị lại gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận, đúng không ạ? Các cụ nói là gì, toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Cái hạn toán tận nó chủ về cái chuyện tiền bạc và cái sức khỏe. Vậy nên trong thời gian này quý vị cũng cần phải là gì, chú ý ăn uống nghỉ ngơi một cách điều độ, không nên lao động quá sức mà nó gây suy kiệt đến sức khỏe của mình. Bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải xây dựng những mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp. Đây cũng chính là cái thời điểm để quý vị có thể là gì, thể hiện cái sức ảnh hưởng của bản thân. Đó. Vì vậy, để hóa giải những cái hung tinh và mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là hồng bạc. Mặt trước nó có hình chữ vạn, mặt sau là chữ phúc. Và phía dưới nó có một viên đá ruby. Đá ruby là một loại đá quý trong phong thủy ấy. Nó được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp, giúp cho quý vị có được cái năng lượng dồi dào. Và khi mà mang theo bên mình, nó sẽ giúp hóa giải cái vận hạn, vận xấu và mang lại cái sự may mắn, thành công đối với những người tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng. Cái Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó trong cái tháng 6 âm lịch, những người tuổi Nhâm Dần 1962 lại có lưu niên mộc dục nó ghé thăm. Vậy nên những người tuổi Nhâm Dần cũng sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây cũng chính là cái thời điểm để quý vị làm quen với những cái đối tượng đầy triển vọng. Quý vị sẽ mạnh dạn ký kết những cái hợp đồng mở rộng cái mạng lưới kinh doanh của mình, cũng như là gì, tìm kiếm thêm những cái nguồn cung cấp hàng mới. Tất nhiên để kiếm được cái đồng tiền về túi thì quý vị sẽ phải trải qua không ít những vất vả. Quý vị hãy nhớ nhắc nhở, cổ vũ bản thân, không ngừng nỗ lực tiến lên, đừng có bỏ cuộc giữa chừng, nếu không ấy, những cái may mắn, những cái công sức của mình bỏ ra từ trước đó cũng sẽ trở thành đổ sông đổ bể. Và khi gặp khó khăn thì quý vị có thể tham khảo thêm ý kiến của những người thân xung quanh mình. Thêm nữa, trong thời gian này tình hình tài chính của những người tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng cũng khá là tốt. Những người vẫn còn đang tại chức cũng tạo được ra cái dòng tiền cho mình. Còn những người về hưu thì về cơ bản thì vẫn duy trì được cái khoản tiền đều đặn hàng tháng, lương hưu và tiền tiết kiệm, hoặc là gì, tiền cho thuê nhà cửa vân vân. Vì thế những người tuổi này sẽ có một cuộc sống khá là dư giả, không phải đắn đo suy nghĩ hay là lo lắng quá nhiều. Nếu phải rút tiền chi cho một khoản nào đó thì quý vị cũng cần phải lên một cái kế hoạch rõ ràng nhé, chứ đừng cứ vung tiền qua cửa sổ. Tuy nhiên dù sao thì quý vị cũng là những người đã có tuổi, cái việc quan trọng nhất trong thời điểm này vẫn là giữ gìn sức khỏe, đúng không các bác? Nên là gì, quý vị đừng có quá tập trung cho cái sự nghiệp. Và nếu mà cảm thấy mệt mỏi thì quý vị cũng nên là gì, nghỉ ngơi để tránh những cái tai biến nó có thể xảy ra. Thêm nữa, trong tháng 6 âm lịch thì những người tuổi Nhâm Dần ấy lại được cái lưu niên Tấu Thư nó hỗ trợ. Cái Tấu Thư nó có tác động, nó giúp cho những người tuổi Nhâm Dần có cái khả năng ăn nói hoạt bát hơn, giao tiếp tốt hơn, giúp cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống và giúp
công việc cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió hơn. Đặc biệt những các bác mà làm trong lĩnh vực tư vấn hay là gì, làm trong lĩnh vực mà buôn bán kinh doanh ấy, thì cũng sẽ dễ thu hút được những khách hàng tiềm năng và có được một cái lợi nhuận đáng kể. Đó là với nữ mệnh. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Nhâm Dần 1962. Đó, nam mạng nữ mạng trong tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Hy vọng những thông tin mà tôi chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế. Từ đó quý vị sẽ có những bước đi đúng đắn hơn, giúp gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.